Đâu ơi? Đó. Làm gì về đây vậy? Vô nào vậy? Mới vô này, tính vô rồi anh quay video này. Ừ, mà vô về quay cái con này phải con cá hay con gì đây có gì? Gì vậy? Ở đây làm gì có cái con đây? Mà đi đâu ra bắt con này? Tao ra tao đái rồi đây. Tao ta thấy nó bò bò ngáp 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 nó đi lộn chỗ không? Mày cách trê mà. Chê không? Có chê đâu hồi đó giờ tao đâu thấy chỗ này đâu. Rồi, con cá trê rồi. Chụp bá luôn đâu. Ta tính đem đi bỏ là thấy nó ta tính đem đi bỏ này. Ai gớm ồn ra sao? Cái tên này mà bỏ anh. Nó ngợp ngợp hồi nay nó này nè, con phụ sống. Trời nghĩ sao mọi người? Đi đái mà ra để gặp con cá trê này. Ồ. Hồi nãy thấy nó đù đù tao mới bắt được chứ nó lanh tao bắt đâu được đâu. Ồ, con này phải tầm 1 ký mấy 2 ký. To chụp bá luôn này. Đem đi bỏ gì? Bỏ hơn. Con này hồi đó giờ ở đây ai đâu, tao đâu biết đâu ai đâu. Không ai ăn hả? Anh nghĩ sao con cá trê này bỏ. Bây giờ vậy này, cho em đi. Ăn được. Để em làm ẩm thực. Ẩm thực đã luôn. Sao dám ăn không? Mày làm mày ăn đi chứ gớm ợm mày. Wow, nghĩ sao vậy? Làm ăn chứ có gì đâu mà sợ. Gớm à. Sao gớm hơn? Đen đen gớm à. Anh cầm máy rồi xách lên thử nó to cỡ nè. Ý sao con này to vậy? Chắc trong biển là anh đó giờ anh chưa thấy rồi. Đây. Wow, ish, to. Đó giờ nói chung mình cũng lòng. Wow, mạnh. Hồi nãy nó yếu yếu quá mà. Thấy không? Chợt bá luôn này. Nghe nó dài này, nó dài vào cái chân này. Vô. Thì. Con này mà. Ui. Hình như con này nó. Mạnh như ta. Nó bị sao rồi nó mới trôi dạt vô này đúng không? Hôm qua là mình dọn cái này hả anh? À, qua dọn ở nhà mình dọn sạch sẽ luôn hả? À. Hình như nó biết sao á. Em nghĩ là nó biết. Ồ, sao hồi nãy nó đù mà sao mày bắt lên nó mạnh dữ vậy ta? Anh thấy nó nằm ở đây đù lắm hả? Đù nằm im một chỗ à. Giờ vô làm thật luôn. Thôi mày làm đi. Tao quay cho. Mọi người nhìn con cá này. Làm con cá này thì nó khá là mệt. Nhưng mà có cái bí quyết á, thì nó rất là đơn giản luôn mọi người. Là theo cái cách mà mình hay làm cá trê á, đó là mình sử dụng cái nước sôi á. Nước sôi mà hơi ấm chút xíu. Mọi người đừng để cho nó nóng quá. Thì mình trụng con cá này lên. Mình trụng qua nước sôi xong đó cái lớp da đất ở bên ngoài á, nó sẽ trắng lên. Mọi người thấy rất là rõ. Và lấy một cái con dao mọi người chỉ cần cào sạch hết cái đó và chà muối lại một lần nữa. Thì mình làm sạch hết ruột. Và con cá nó sẽ rất là sạch và ok. Đó là cái cách mà mình thường hay làm. Còn không biết mọi người làm như thế nào thì bây giờ với anh em mình sẽ để con cá lên đây. Cái dầu nó nổ không ta? Mình xối mỡ mà đúng không? Cỡ đây phải. Ừ, xối mà nó bỏ vô chiên mới sợ. Đó giờ nói chung là kiểu em chưa có làm mấy cái món kiểu gì đâu. Nhưng mà em thấy rất là nhiều người làm. Các quán, các tiệm cũng có làm mấy món này cho nên mình quyết định luôn là mình làm thử. Mời anh Đông xem thử anh Đông có phản ứng như thế nào nha. Đây là cái phần mà mở bên trong con cá mọi người. Mình sẽ bỏ vô luôn. Mỡ nó thơm mà. Mỡ rồi. Cái mỡ nó sẽ làm cho cái dầu của mình nó thơm hơn. Với lại là nó sẽ tăng thêm một xíu xíu dầu cho mình nữa. Còn đây cho mọi người xem nè. Cái mỡ bỏ cái dầu rất là hấp dẫn luôn. Giờ mình bắt nửa mỡ đây có giòn không ta hay nó chảy ra nước đâu. Giòn rồi nè. Con cá là mình đang để cho nó ráo nước xíu. Đó, mình để ráo nước thêm lát á mình keo lên á. Nó không bị nhỏ xuống rồi nó bị văng dầu. Bây giờ anh Đông giúp em keo lên nha. Bây giờ mình sẽ treo con cá lên luôn mọi người. Nhìn con cá kìa. Con cá này là con cá trê chứ không phải con cá cà. Mọi người. Ở phía sau này anh Đông thì nói chung cũng nhờ cái cây đu đủ này mọi người. Đó cho nó mát là sang tiện mình che luôn cái tấm bạc ở trên nữa. Có gì mình nói đó. Không giấu giếm. Chỗ này là mấy anh em mới dọn cho nó gọn gàng lại này để dành quay ẩm thực cho mọi người xem á. Ở bên phía sau này là một cái đầm nước.
cái đầm nước. Còn là cá rô phi không? Cá nước ngọt cũng nhiều. Rồi mình chờ cái mỡ của nó tan tan ra chút xíu rồi bắt đầu mình xối lên. Đó. Ê mọi người, thì cái dầu nó cũng đã khá là sôi rồi. Lẹn qua bên đây, xèn qua bên đây cho nó dễ. Dầu nóng lắm nha. Xèn qua một bên nữa để nó chia cái mặt rồi. Đó. Cái công việc này làm là phải cẩn thận nha mọi người. Mọi người ở nhà làm cẩn thận chút xíu, tại vì dầu nó sôi nó nguy hiểm đó. Nhưng mà mình xài bằng than cho nên là nó không có văng đâu, không có văng mạnh lắm đâu. Thì cứ tưới từ trên đầu xuống cho nó chảy đều. Bây giờ chắc anh vô lấy một cái giá nữa, nào hai thằng tứ luôn khỏi mất công. Đúng rồi anh, hai người tớ luôn, một mình em tớ gì đó. Nó chiều luôn mới xong. Chứ mày sàn như là đĩa gì, có giật mặt vô trong đó là xong phim luôn á. Bây giờ anh giục cái máy rồi đó, anh cắm máy rồi đó đi, để anh làm tứ. Thấy gì mà nhà anh Đông cũng tiện chứ bộ. Anh Đông, em cho em xin mấy lá nha. Ủa, mày hái hết lá cũng sao nữa. Nó nuôi cũ mà, để lấy ngâm rượu mà. À, đinh lăng này mọi người, nhìn rất là tốt luôn, hình như anh tỉ lại rồi đúng không? Tỉ lại. Tỉ đó. Lại cho nó tốt cái này nè. Nó mau ra lắm. Cái lá này ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn mọi người. Đặc biệt là giờ như trên hệ thần kinh á. Ai mà mất ngủ, khó ngủ, đồ đau đầu rồi á, mình ăn cái lá này nhiều vô. Hoặc là mình hái thật là nhiều lá này, mình sao cho nó khô đi, rồi mình bỏ vô cái áo gối á, mình ngủ. Kiểu phải là trùm ngủ, mà là mình ngủ mình dựa đầu á, thì cái hơi của cái lá này nó tỏ lên và nó làm cho mình giảm bớt căng thẳng, giảm bớt đau đầu, rất là tốt cho sức khỏe. Ở trên đây nữa. Tiền định. Tiền định á. À, còn có mấy trái cốc này mọi người. Nhìn đã ghê chưa. Thì mình sẽ hái một ít lá. À, thì anh Đông tiện ghê thì tôi biết chứ. Mình kiếm mấy cái to to vậy. Để hôm nào qua đây lặt. Lặt sạch cây luôn. Cốc này ngọt hay chua vậy? Cốc lửng á. Cốc lửng hả? Trời em sợ cốc lửng lắm á. Để mình ăn thử một trái thôi. Gọt cái vỏ thì nó, hồi để vỏ thì hơi chua chua, còn gọt ra nó chín luôn. Nó ngọt quá. Wow, chua. Rất nhiều này đủ rồi anh à. Đi. Đi ra hai anh em cùng ăn. Wow. Gì vậy anh? Gãy tay luôn. Wow. Trong thời mới cày vô nữa. Mọi người. Tứ con cá mà 8 tiếng đồng hồ.
Tao không biết chừng nào nó chín nữa. Tại vì biết sao mọi người, cái lò than á, cho nên là cái lửa nó cứ riu. Mình bỏ vô đầy luôn mà nó ít, kiểu như dầu nó không có nóng bằng cái ga á. Ờ, tứ là nó cũng được tầm như thế này rồi này. Nói chung là thịt cá thì nó chín rồi đó. Chín rồi, có thể ăn được rồi. Nhưng tại mà... vì biết sao nó chóc da ra luôn mà. Nó chóc da luôn là nhìn vô sớ thịt. Bây giờ mình lấy thêm, mình lấy mình. Hay là mình ngọ đây, mình gấp mình ăn luôn ta. Lấy cái tô đồ chấm ra rồi mình để mâm rau đây. Rồi mình cầm mình xé một xíu thôi. Hay chưa, hai người ngào quốc luôn đi. Cho nó nhanh chứ bây giờ. Chân nó hấp dẫn. Ăn gì sao, chờ biết chừng nào, vừa tứ vừa ăn luôn à. Sao nó nóng luôn không? Mình nghĩ là chín rồi á. Tại do cái này nó không có thể vàng giống như mình chiên xù đâu. Đúng rồi. Mình tứ mà. Ok, bây giờ để em lấy cái bèn đồ ra rồi mình ngồi mình ăn. Rồi, thiết kế đi. Nghe nói chú mày có mồi đúng không? Có mồi luôn anh ơi. Anh có hủ gụ. Trời ơi, chờ anh từ lâu quá. Trời ơi, anh Tư bây giờ đi đâu làm gì, lâu cũng chết luôn, chờ không xỉu luôn anh Tư. Xin bày xã ủ rượu đi nè. Trời ơi, đúng rồi, cái mùi ngon mới có rượu thơm rồi. Trời ơi, tay chân em nó rung hết trơn rồi anh Tư ơi. Anh lộn vô bả mới lấy được á. Trời ơi, nghĩ sao thôi. Ê, cái con này ăn chừng nào mới xong đây. Trời ơi, nhậu phải cái tháng trời luôn á, hủ rượu anh chịu nổi không? Rượu này uống một ly là nó muốn xỉu luôn á. Wow, hấp dẫn quá. Ít nhau là chất lượng. Chia chia. Hả? Rồi ok luôn anh ơi. Bây giờ em mới tiến được camera rất là có tâm của người. Còn mấy cái cây này nó cứ vô cái bản mặt nha. Yeah. Sao chị? Vô ok, đẹp. Wow. Bây giờ theo cái tục lệ là mình một bước một ly rượu để mình chén cái miệng mình trước. Chính xác. Đây, em chế rượu cho. Rồi anh Tư chế rượu anh Tư. Chờ anh xỉn rồi. Giấu bài xã lắm mới được ly nè. Đây. Biết chừng nào tới mùa đào lại để hái nè. Mùi nó sặc lên luôn. Mùa nhìn hẹp á. Cái mùi nó bay lên. Chớp luôn. Từ... Xả không? Anh hai. Anh hai. mà em tính kêu anh Tư. Trời đất ơi, nó sảy luôn. Nó đi ra nhiều lắm nhưng mà bữa thằng Hy sớm vừa nó lấy nó úp gà hết rồi. Muốn hết luôn. Chết luôn. Miếng rượu là đầu câu chuyện. Miếng cầu à. Sau đây lại anh có câu nào hay không? Hả? Anh có câu nào hay hơn không? Có. Vô một cái đi rồi xong mình nói. Vụ vào thì lờ ra. Trời ơi, vụ vào lờ ra. Là bứt lộn á. Ê, đánh lộn không? Không, thấy là lời rượu vào lời ra cái mình dễ nói chuyện, rượu vô mình uống mình dễ nói chuyện à. Chứ không phải là lời ra rồi lời qua tiếng lại không? Do xin mời tất cả mọi người, cái rượu đào này thì nó không có làm cho mình say đâu. Nó chỉ có vị ngọt và thơm thôi. Cái thích ăn uống. Thích ăn uống, rất là ngon. Xin mời mọi người. Wow. Thơm. Wow, nó ngọt. Ngọt. Cái này nó đập đá vô uống. Đá vô y. Nó giống như cơm rượu vậy mọi người. Y chang như cơm rượu vậy á. Mà nó thơm cái mùi đào đã lắm. Thôi vào vấn đề chính anh ơi. Tao rượu là chính à. Rượu là chính hả? Chứ cá này tao dám ăn mày ơi. Em cũng sợ lắm đây. Đó giờ em mới đụng vô con cá to như thế này. Ăn kiểu gì đây? Thôi thịt nó mềm á. Chống khu ăn hả? Wow, miếng gà nó này. Wow, để đây cái. Bây giờ ăn thử. Thôi ăn thử đi. Cái miếng thịt đi. Này có gì tao bợ mày. Khó lấy ra lắm nên nè. Cái này quất một miếng thịt bự bự nè. Ui, mọi người nhìn này. Wow, miếng thịt ngon chưa? Đây, tao cameraman đâu? Xét vô cái dĩa này cho em. Cái dĩa mắm me. Mắm me này trời ơi mọi người ơi. Đây mời tất cả mọi người nhìn ăn mà nó cực khổ lắm. Không cảo cho anh em mình, cái không gian nó hơi chật hẹp á. Đây mời mọi người. Nó cốc. Thì tính ra còn mấy loại nữa là đủ rau rừng luôn á hả? Ừ. Ngon. Cá ủ qua. Ủ qua nè, đinh lăng nè, cốc nè. Còn lá gì đụng mấy loại lá nữa. Miếng cầu nữa. À lá. Lá đây nữa nè. Lá hồng ngọc. Ừ, hồng ngọc hả? Hoặc là thắt rắn cũng được.
Em biết có phải thắt rắn không? Em kêu Hồng Ngọc. Ở anh kêu là Trúc Mọi. Trúc cũng được luôn. Trúc Mọi. Cái này ăn rất là tốt cho sức khỏe mình đây. Để là ăn sống luôn cũng được. Sống cũng được. Ờ anh ăn nha anh. Ủa? Ăn. Ok không? Ngon tuyệt vời luôn. Ok mới ăn nha. Wow, quá đã luôn mọi người. Chấm nước mì là chưa gì hết là thấy cái dĩa mắm mì là thấy quá đã rồi mọi người ơi. Lấy riêng nữa. Ơi, mời tất cả các bạn ở bên kênh xóm dừa nha. Mình đi ăn ghé. Béo. Béo đúng không? Béo vậy. Mà nó mà mắm dài, mắm nó ngon. Nó giòn, nó dai, nó dài, nó giòn. Xay rồi sao hết chứ. Mà uống cần ly, chưa tăng ly nữa nó lẹo lử rồi. Mà anh thấy không? Anh tính bỏ con cá này hả? Nghĩ sao mọi người sáng sớm ra đi tè, đi tiểu gì đó. Lụm con cá mà không biết làm gì á. Đứng ngồi dọc mình ra mình thấy trời mình hỏi mắt hồn luôn à. Anh làm nó dọc như dọc cái gì á. Là thấy nó gớm quá. Gớm đâu. Cá khổng lồ này 80kg mà. Thằng không biết là hở không? Ăn xong có gì là đắc đạo luôn á. Em nghĩ là cái đầu này này để mình nấu canh chua. Đúng rồi. Chặt cúc đầu này ra nấu canh chua. Chứ bây giờ hai ông mà ăn cái này ăn hết một lạng. Ủa sao anh ăn? Trời ơi. Lấy cái cục nhúng xuống này thử. Ờ à, đó hay này. Hay lắm. Đây này đó. Lấy cái cục thịt đó mọi người. Cái cục nào mà chưa có giòn á, ai muốn ăn giòn nhúng xuống đây. Coi này, mình nhúng cái da này nha. Da giòn à. Wow, cái da này. Đó, nhúng xong nó như này. Nó phồng lên như bánh tráng thì bắt đầu nhúng vô. Wow, cắn miếng cốc. Mình ăn dầu mỡ nó ngán ngán là có miếng cốc vô là nó hết ngán luôn. Mán cái miệng mình. Cái miếng thịt mà vô dầu lại á, nó sao lên ăn nó ngon hơn nữa. Săn lại. Chào miếng này. Mình bất ngờ miếng anh. Wow. Wow. Chết nữa thằng người. Chết chưa? Chết từ đây chết xuống. Quá trời quá đé luôn anh ơi. Chịu không nổi luôn á. Vô con cái. Xảy anh từ chiều lên sao về đây. Ngủ lại. Ngủ lại. Chiều ta làm cho món trứng cá. Có luôn. Có. Chiều nay anh sẽ làm món trứng cá chuồng. Cá chuồng hả? Cá chuồng. Con cá đó dưới biển nó bay ghê lắm nha. Em cứ tưởng là con cá nó ở chuồng. Ủa không phải đâu, con cá nó giống con chuồng chuồng. Nó có cánh. À nó có cánh luôn. Con cá đó ở dưới nước mà nó bay lên mặt nước là bay xèo xèo đó. Cái tưởng là nó bay mạnh quá nó rớt luôn cái quần nó ở chuồng. Cái mùa này là cái mùa sinh sản. Mùa sinh sản à? Đúng rồi. Ây da, em nghĩ là trứng cá nó ngon lắm đó. Em chờ tới chiều anh ơi, không dám say đâu. Nghĩ là uống như vậy là quá ngon rồi. Tiết kiệm rượu nè. Ngon thật sự chứ. Lúc đầu không có dám ăn mọi người. Bây giờ thấy nó béo béo, nó thơm thơm. Ăn xong rồi ghiền luôn. Ăn xong ghiền luôn. Để ngày mai. Chắc ngày nào cũng ra đó đái quá. Thì có chứ. Khi nào anh đái, anh alo em cái, em vô em canh nha. Để dòm dòm có con nào nó xui xui nữa không? Cá mắc cạn các bạn. Cá mắc cạn, cá này như nó già rồi sao mọi người. Nó yếu yếu à. Ê, chỗ này đi. Ồ, chỗ đó dài, chùm ngon nha. Dài. Em nghe nói là cái gì mà mười cái đám cưới mà không bằng cái dạ dưới cá trê anh. Ghê vậy? Ừ. Mười cái đám cưới không bằng dạ dưới cá trê. Dạ dưới là dạ dưới đó là cái phần đó đó. Dài vậy? Thì bởi vậy em mới nói. Dài là rất là ngon. Ê. Ồ, đây nè, miếng cái miếng mà em thả xuống chiên giòn á, lát ăn mới ngon lắm nha. Ăn cái dạ dưới coi nào. Ôi cái dạ dưới nó đúng bằng 10 cái đám cưới không nha. Nó sực sực. Nó sực sực. Mấy thịt này chỗ đây thì nó mềm, chứ còn cái chỗ cái dạ dưới nó sực sực. Nhúng dầu. Wow. Rất ngon. Ui, đã chưa ta. Ủa, không có đi cất. Chơi lạ ghê không mà. Ok. Đâu, tới lượt em ăn thử coi. Hấp cái dạ ăn cái coi. Ồ,
nguyên cái dạ cái dây luôn nha, giống là ăn lẩu vậy ta. Lẩu này là lẩu dầu. Lẩu dầu rồi. Trước luôn cái biển người thân liễu yếu đào thơ mà tại sao quất luôn đây này, quay cái mặt quay cái mặt á. Trời ơi thương liệu yếu đào thơ đã mấy lâu nay chưa được ăn miếng mùi. Đại ca ơi, đại ca ơi, giờ này em đã tìm nhau rồi đại ca ơi. Mắm mê này đại ca ơi. Đưa vô miệng này đại ca ơi. Cái gì? Này nó bị... sao vậy? Đại ca ơi, giờ này... Này cái mặt em như con cá chơi. Ê, mời tất cả mọi người. Dai thứ một rất là ngon. Giới thiệu cái phần này này, theo mà những người xưa đã để lại thì đúng thật sự quá ngon cái dai. Thảo nào mà mấy cậu lão tiền bối rồi nhậu hay nói là mình nghe thôi, mình nghe nó mười cái dạ dưới ở mười cái đám cưới mà dạ dưới nó trê á. Dành lộn ăn ghê lắm không? Dành dữ lắm. Với cá bớp người ta ăn hay dành quá. Nóng quá mọi người. Nói chung là cái video của Huy cũng khá là dài rồi. Thì lâu lâu thì lại làm những cái video ẩm thực ở đời thường. Vì cái mùa này cũng là mùa dịch bệnh cho nên không có đi đâu nhiều á. Cho nên là ở nhà làm đồ ăn, thức uống rồi con cá này là mình mua. Chứ không phải là anh đông lụm mọi người. Vui để mình tạo cái hiệu ứng rồi cho nó sinh động thêm video thôi. Thì mọi người thấy video của Huy này thì có gì đặc sắc đặc biệt thì mọi người cứ comment và bình luận ở phía dưới. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình, để có thêm những cái động lực mình làm thêm những video hay hơn cho mọi người xem. Và hai anh em cạnh đó với tôi và Xuân Dì TV sẽ làm ra những sản phẩm xuất sắc hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.